Mến chào các anh chị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn về nội dung của chương số 1, học phần đọc chất học, đó là đại cương về đọc chất học. Vậy thì ở trong nội dung của chương số 1 này thì gồm những cái nội dung nào? Thứ nhất là về các khái niệm, chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm liên quan đến học phần đọc chất học và những lĩnh vực nghiên cứu về đọc chất học. Nội dung thứ hai đó là chúng ta tìm hiểu về động học của chất độc gồm 4 giai đoạn. Nội dung thứ ba đó là chúng ta tìm hiểu về các tác động của chất độc lên các cơ quan và hệ cơ quan. Và nội dung thứ tư đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp người ta ứng dụng trong điều trị ngộ độc như thế nào. Rồi giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, đó là các khái niệm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu về 8 nội dung. Thứ nhất là về các khái niệm về đập người ta khái niệm đặc chất học là gì và nhiệm vụ của nó như thế nào. Nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về chất độc, và trong nội dung về chất độc thì chúng ta sẽ coi thử là người ta có bao nhiêu cách phân loại chất độc. Khái niệm thứ tư đó là về độc tính và các khái niệm về liều độc. Tìm hiểu thứ sáu, nội dung thứ sáu là chúng ta sẽ tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính của chất độc. Và nội dung thứ bảy đó là về khái niệm sự ngộ độc, và cái thứ tám đó là về cấp độ ngộ độc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái khái niệm đầu tiên. Vậy thì chất đọc chất học nó là một cái môn như thế nào? Thì đây chúng ta thấy rằng là đọc chất học đó là một môn nghiên cứu về ba cái lĩnh vực, đó là thứ nhất là nghiên cứu về tính chất lý hóa và tác động của các chất độc lên cơ thể sống. Đọc chất học nghiên cứu về cái gì? Về nghiên cứu về cái thứ hai, đó là các phương pháp kiểm nghiệm để phát hiện các chất độc. Và cái thứ ba đó là nó nghiên cứu về các phương pháp phòng và chống các tác động có hại của chất độc trên các cơ thể sống. Vậy thì với khái niệm như vậy thì chúng ta sẽ xem thử là nhiệm vụ của đọc chất học nó gồm những nhiệm vụ nào. Thì đây chúng ta thấy rằng là đọc chất học nó được chia làm 4 nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ thứ nhất là đọc chất học sẽ có nhiệm vụ là xây dựng cho chúng ta một cái tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường. Nhiệm vụ thứ hai đó là đọc chất học sẽ xây dựng cho chúng ta về một tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái nhiệm vụ thứ ba đó là nó phục vụ cho công tác phòng và điều trị bệnh. Và một nội dung thứ tư rất là quan trọng nữa đó là nó phục vụ cho công tác pháp y. Đó là khái niệm thứ nhất. Rồi khái niệm thứ hai về chất độc. Vậy thì chất độc là chất như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chất độc đó là bất kỳ một chất nào khi nó đi vào cơ thể chúng ta trong những điều kiện nhất định thì nó gây ra cho chúng ta những cái biến đổi về mặt sinh lý từ mức độ nhẹ, ví dụ như nó đau đầu, nôn mửa, rồi đến mức độ nặng hơn thì nó có thể gây ra co giật, sốt cao, hôn mê, hoặc là nặng hơn nữa thì nó có thể dẫn đến là tử vong. Vậy thì bây giờ đọc chất học thì người ta sẽ phân nó thành những loại nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ dựa vào 8 cách để người ta phân loại chất độc. Thì chúng ta sẽ xem thử có những cái cách nào. Cách thứ nhất là người ta dựa vào cái nguồn gốc của chất độc để người ta chia thành các dạng chất độc. Cái thứ hai đó là người ta dựa vào tính chất lý hóa của nó để người ta chia. Cái thứ ba là người ta dựa vào độc tính của chất độc để người ta chia. Và cái thứ tư là người ta dựa vào các phương pháp phân tích các chất độc. Cái thứ năm đó là người ta dựa vào tác động của chất độc lên các cơ quan. Thứ sáu đó là người ta dựa vào tác dụng đặc biệt. Và cái thứ bảy là người ta dựa vào mục đích sử dụng. Và cái thứ tám đó là người ta dựa vào cơ chế tác dụng. Vậy thì người ta sẽ phân loại các chất độc dựa theo 8 cách như vậy. Thì mỗi cách người ta sẽ phân loại theo một kiểu khác nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thử từng cách người ta sẽ phân loại như thế nào. Cách đầu tiên đó là dựa theo nguồn gốc của chất độc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là người ta có thể chia các chất độc có nguồn gốc thiên nhiên, ví dụ như có nguồn gốc từ động vật, thực vật, vi sinh vật hoặc là khoáng vật. Rồi, người ta có thể dựa vào nguồn gốc tổng hợp hoặc là bán tổng hợp để người ta chia các chất độc ha. Rồi, cách thứ hai đó là người ta dựa theo tính chất lý hóa. Thì người ta có thể dựa theo tính chất vật lý để người ta chia các chất độc là ở dạng rắn, lỏng hay là khí. Người ta dựa vào các đặc tính hóa học để người ta có thể chia các chất độc đó là theo ở dạng vô cơ hay là ở các chất độc ở dạng hữu cơ.
Nếu mà người ta dựa theo tính độc của các chất độc thì chúng ta sẽ chia ra các cấp độ độc như sau. Thì đây chúng ta có một số hệ thống phân loại độc tính, chất độc dựa theo độc tính đó là gì? Hệ thống phân loại thứ nhất là chúng ta dựa trên cái giá trị LD50. Giá trị LD50, liều đơn uống ở chuột LD50 là gì? Đó là liều gây chết 50% động vật mà chúng ta khảo sát. Vậy thì bây giờ ở đây người ta sẽ chia cho chúng ta là 6 cấp độ độc. Vậy thì cái cấp độ độc cao nhất đó là cực độc. Vậy thì những cái chất như thế nào sẽ được xếp vào nhóm cực độc? Vậy thì chúng ta thấy rằng là những cái chất mà có sử dụng một cái liều lượng đó là nhỏ hơn 1 mg trên kg trọng lượng, làm chết 50% số con mà chúng ta khảo sát. Vậy thì ở đây chúng ta có, nếu mà những cái chất độc mà có giá trị LD50 nhỏ hơn 1 mg trên kg trọng lượng thì người ta sẽ xếp nó là cực độc. Còn nếu mà cái liều lượng của nó LD50 mà từ 51 đến 50 mg trên kg trọng lượng thì người ta sẽ xếp nó là độc tính cao. Rồi, tương tự như vậy chúng ta có từ 50 đến 500 mg trên kg trọng lượng thì nó được xếp vào độc tính trung bình. Rồi, độc tính thấp là từ 0,5 đến 5 gram trên kg trọng lượng. Không gây độc thì từ 5 đến 15 gram trên kg trọng lượng, và không có hại là trên 15 gram trên kg trọng lượng. Đó. Và cách thứ hai người ta phân loại đó là dựa theo cái liều gây chết với 70, một người nặng 70 kg theo Gosling, Smith và Horst. Đây là ba tác giả mà xây dựng ra cái bảng phân loại này. Vậy thì ở đây cũng tương tự giống như vậy, người ta cũng chia làm 6 cấp độ độc. Cấp độ đầu tiên đó là siêu độc, tức là nếu mà cái liều mà nhỏ hơn 5 mg trên kg trọng lượng thì tất cả những cái chất này người ta sẽ xếp vào nhóm là siêu độc. Rồi cực độc là từ 5 đến 50 mg trên kg trọng lượng. Rất độc là từ 50 đến 500 mg trên kg trọng lượng. Độc tính trung bình là từ 0,5 đến 5 gram trên kg trọng lượng. Độc tính thấp là từ 5 đến 15 gram trên kg trọng lượng, và không độc đó là trên 15 gram trên kg trọng lượng. Đó đó là cách phân loại dựa theo độc tính, thì chúng ta có khá là nhiều các hệ thống phân loại dựa theo những cái khảo sát khác nhau. Rồi những các bạn này thì chúng ta nên cố gắng chúng ta nắm chắc ha. Rồi cách tiếp theo đó là người ta dựa theo phương pháp phân tích, thì người ta có thể chia các cái nhóm chất độc tan trong nước, các dung dịch axit kiềm, thực là đây là những cái nhóm chất độc tan tốt trong nước, và những cái nhóm chất độc thứ hai đó là nhóm chất độc tan trong lipid, tức là chúng ta chiết tách nó bằng các cái dung môi hữu cơ kém phân cực. Rồi dựa theo tác dụng của chất độc lên các cơ quan đích thì đây chúng ta thấy rằng là các chất độc người ta có thể chia rằng là nó tác động lên hệ thần kinh, thì người ta sẽ chia ra nhóm chất độc thần kinh. Rồi nhóm chất độc có thể tác động lên hệ tiêu hóa, chất độc tác động lên gan, thận, máu, tác động lên hệ hô hấp, hệ tim mạch và hệ sinh sản, vân vân. Thì đó là người ta sẽ dựa vào cái đặc tính tác động của nó để người ta chia thành những cái loại chất độc khác nhau. Dựa theo tác dụng đặc biệt thì đây chúng ta sẽ chia ra thành những cái nhóm có những cái tác dụng rất đặc biệt khi chúng ta nhiễm độc, đó là gì? Đó là những chất độc gây ung thư, các chất độc gây đột biến gen, gây quái thai. Đó. Rồi dựa theo mục đích sử dụng thì ở đây chúng ta thấy rằng là chất độc chúng ta có thể sử dụng với những mục đích khác nhau, đó là gì? Mục đích của chúng ta là dùng chất độc để làm thuốc trừ sâu, diệt cỏ, diệt nấm, diệt chuột. Các chất độc chúng ta có thể sử dụng nó ở nồng độ thấp để làm các dung môi tẩy rửa, hoặc là các chất độc là chúng ta có thể làm chất phụ gia thực phẩm, ví dụ như làm chất tạo màu, tạo hương vị, điều vị, vân vân. Thì đó là một cách theo mục đích sử dụng. Và cách cuối cùng ở đây người ta sử dụng để phân loại đó chính là dựa theo cơ chế tác dụng. Đó là cách thứ tám. Rồi một khái niệm thứ tư đó là gì? Người ta khái niệm độc tính của một chất là như thế nào? Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là đây là một khái niệm độc tính, nó là một cái khái niệm về liều lượng, và để dùng để làm gì? Để dùng miêu tả tính chất gây độc của một chất đối với một cơ thể sống. Vậy thì khi mà chúng ta muốn khảo sát cái độc tính của một chất độc thì tất cả chúng ta sẽ phải khảo sát bằng một cái liều, đó là liều gây chết. Nên vì thế độc tính nó là một cái khái niệm về liều lượng, và liều lượng ở đây đó là biểu thị bằng một cái liều, đó là liều gây chết, tức là giá trị LD.
nha, đó là độc tính. Các khái niệm về liều độc thì chúng ta sẽ xem thử là người ta sẽ có những cái khái niệm về liều độc như thế nào. Thứ nhất, chúng ta sẽ khái niệm về liều. Liều đó là một lượng hóa chất đi vào cơ thể chúng ta một lần, thì khi đó người ta gọi đó là một liều. Rồi, liều nhỏ nhất có thể gây độc, người ta gọi đó là ngưỡng của liều. Cái khái niệm thứ ba đó là gì? Phạm vi tác dụng sinh học. Vậy thì một chất điều độc ở một liều nào đó và cũng vô hại với một liều rất thấp. Vậy thì cái khoảng giữa hai cái liều này, liều độc và liều có thể gây độc, thì người ta gọi nó là một cái giới hạn tác dụng sinh học. Vậy thì khoảng giữa hai cái liều đó người ta gọi là giới hạn tác dụng sinh học. Vậy thì ở trong độc chất học thì chúng ta sẽ có những cái giới hạn liều như thế nào? Ở đây chúng ta có giới hạn thứ nhất, đó là giá trị liều ED. ED người ta gọi là asfoxido, tức là liều có tác dụng. Vậy thì chúng ta có ED50, đó là liều có tác dụng với 50% thú vật mà chúng ta thử nghiệm. Rồi, liều thấp nhất hoặc là liều nhỏ nhất có thể gây độc. Thì đây là liều mà khi chúng ta gấp đôi cái liều này lên thì nó sẽ không gây chết động vật. Tiếp theo, liều tối đa không gây độc. Đây là liều lượng lớn nhất của một thuốc hoặc một chất độc, không gây ra những biến đổi cho cơ thể về mặt huyết học, hóa học, lâm sàng và bệnh lý. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xem thử là cái liều thấp nhất và liều nhỏ tối đa không gây độc này nó ở nằm trong cái giới hạn nào. Thì đây chúng ta thấy rằng là trong cái giá trị, trong cái liều người ta gọi là ED, đúng không? Thì chúng ta thấy ED, cái khoảng này là khoảng ED, khoảng trên này sẽ là khoảng TD, và khoảng trên TD nữa là sẽ là khoảng LD. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái khoảng mà ED này thì cái tối giới hạn dưới của ED thì nó sẽ là liều thấp nhất có thể gây độc. Rồi giới hạn trên của ED thì đó là gì? Là liều tối đa không gây độc. Vậy thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình gấp đôi trong cái giá trị ED này thì nó sẽ không gây chết, nhưng mà nếu mình gấp đôi giá trị TD thì nó sẽ là gây chết. Rồi, tiếp theo đến một cái khái niệm về liều nữa, đó là liều gây độc. Đó là liều lượng mà sẽ tạo ra những biến đổi về mặt bệnh lý. Thì đó, mà chúng ta gấp đôi cái liều này lên thì nó sẽ gây chết động vật. Tiếp theo đó là một nữa, cái khái niệm nữa đó là liều gây chết. Đó là liều lượng thấp nhất gây chết động vật. Thì ở trong cái liều gây chết này thì người ta có những cái giới hạn liều, đó là gì? Liều LD1, đó là liều gây chết với 1% động vật mà chúng ta khảo sát. LD50, đó là liều gây chết với 50% động vật mình khảo sát. Và LD100 là liều gây chết với 100% động vật chúng ta khảo sát. Tuy nhiên, ở đây các bạn sẽ lưu ý một điều như thế này. Độc tính của mỗi chất độc nó sẽ khác nhau. Đó, chứ không giống nhau.